Đầu tiên loa di động nó sẽ có hai dòng. Đầu tiên là nó sẽ chia làm hai dòng, trước là dòng có pin, dòng có cái bộ nguồn á, không cần phải cắm điện, và dòng thứ hai là cái dòng không có pin. Đến cái phần thứ hai là mọi người phải xác định cho nhu cầu cho mình là mọi người cần một cái loa di động mang đi chơi, là mọi người có karaoke nhiều hay là không. Cái này khách hàng cũng rất hay thắc mắc hỏi mình, bởi vì thật ra cái dòng loa thị trường như mình nói đó, nó khá là nhiều, và nó mỗi loa nó sinh ra dành cho một mục đích khác nhau. Có loa nó dành sinh ra cho mục đích 70% là nghe nhạc, 30% là hát karaoke. Có những loa nó sẽ sinh ra là 50 này 50 kia, tức là nửa hát nửa karaoke. Và có những loa nó sẽ lại ngược hẳn lại, là đến 80-90% nó chỉ để hát thôi, còn lại là nghe nhạc, nó chỉ là phụ 10% đó. Thì mọi người phải xác định nhu cầu cho mình, cho mình biết là mọi người hát với karaoke mọi người như thế nào, cái tỷ lệ nó như thế nào với nhau. Đầu tiên, nếu mọi người chỉ nghe nhạc nhiều không có hát mấy, thì mọi người có thể search những dòng như JBL Partybox. Xưa giờ mình thấy cái dòng Partybox là cái dòng chuyên nghe nhạc, hoặc là Marshall cũng được ha, Marshall cũng được, Marshall dòng lớn nha. Dòng nhỏ thì mình nói dòng lớn nó như những dòng bự bự, không nhớ tôi mã là gì nhưng mà bự, thì nó nghe nhạc nó khá là hay. Partybox nghe nhạc sàn quá hay luôn, Marshall thì nghe nhạc tinh tế xíu rất là hay, nhưng mấy dòng đó nó không chuyên ca, cái đường mic vô, cái gain mic vô nó không có tốt lắm, hát nó sẽ bị vỡ tiếng. Củ loa không chuyên cho hát thì hát nó vỡ tiếng, nhưng mà hát vẫn được, cắm micro hát này kia vẫn ở mức chấp nhận được. Bởi vì mọi người nghe nhạc nhiều, mọi người lâu lâu mà chỉ khúc cuối tiệc mọi người chỉ hát vài ba bài, không có quá quan trọng về việc là nó có hát hay hay là không, hát nó ở mức tương đối chấp nhận được, thì Partybox là cái dòng sản phẩm dành cho mọi người. Đến nếu mọi người ở hát cũng có hát cũng có nghe, nó 50-50. 50-50 thì sao? 50-50 thì thương hiệu mình giới thiệu cho mọi người sẽ là Bose. Bose là cái dòng mình nghĩ là nó cân bằng giỏi, cái thương hiệu giỏi nhất trong việc cân bằng giữa nghe nhạc và hát karaoke. Ở trên Bose thì mọi người như S1 Pro là như R8, R16 này kia, là cái phần nghe nhạc của nó rất là êm tai, rất là dễ nghe. Rồi dòng nhưng mà karaoke vẫn được, nó là 50-50, nghe nhạc được, karaoke được, cái nào nó cũng được hết. Tuy nhiên không có cái nào nó tới hết á, nó chỉ ở giữa thôi. Nghe nhạc nó cũng một mức, nếu mà mọi người nghe, nếu mọi người tai mọi người tốt á, mọi người nghe thì mọi người sẽ cảm nhận được là Bose nó bị dính dải. Thì cái này mình cũng có chia sẻ trên trên mạng rồi. Bose đánh bị dính dải, nếu mà chuyên thực sự về chỉ về nghe nhạc tinh tế thôi thì Bose nó nghe nhạc không bằng những cái dòng chuyên nghe nhạc như những dòng mình bán như Audio Row này kia, thì nghe nhạc nó hay hơn nhiều. Rồi, nhưng nên là nó nghe nhạc chỉ ở mức 50%. Và 50% hát karaoke nó cũng chỉ là 50 thôi. Hát được vẫn hay nha, vẫn tốt hơn những dòng khác. Tuy nhiên, nếu so với những dòng mà chuyên ca thì Bose hát sẽ bị bí tiếng hơn. Thật ra mọi người phải có một sự so sánh cơ thì mọi người mới thấy được Bose sẽ bị bí tiếng hơn, hát dễ bị phô hơn, đặc biệt là R8, R16 nó sẽ bị phô tiếng hơn, cái củ loa nó nhỏ, hát dễ bị phô tiếng, mid chép nó nhiều, bass không có, cái phần low trầm của mình nó không ra được nhiều. Nhưng mà Bose thì nó cân bằng, tức là nhu cầu của mọi người nghe nhạc cũng có, karaoke cũng có chút xíu, thì 50-50 là mọi người nên chọn Bose. Đó. Và cuối cùng là những dòng mà chuyên chỉ để karaoke thôi, chuyên chỉ hát thôi, 70-80% mọi người mua về là nhiệm vụ là hát ca, nghe nhạc mọi người lâu lâu mọi người mới nghe, và mọi người đã có một cái dàn nghe nhạc riêng rồi, mình không cần cái loa này để nghe nhạc nữa. Thế thì mình chọn thương hiệu nào? Có hai thương hiệu cho mình chọn, đó là LD System, thứ hai là Electro Voice, là hai dòng chuyên karaoke luôn. Mình nói về chuyên karaoke luôn, nó chỉ hát thôi, dòng nó chỉ hát thôi. Electro Voice là một thằng nếu mà nghe nhạc á thì nó sẽ tách hết cái giải ra cho mình. Đương nhiên này liên quan đến gu nghe mình nói, nhưng mà nói về karaoke thì nó 70% nó hát, nó sẽ hỗ trợ củ loa nó sẽ làm to hơn, nó sẽ làm giọng hát mình thoát hơn, giọng hát mình nó dễ hát hơn, nó dày tiếng hơn, nó trợ tiếng cho mình rất nhiều. Thậm chí nó có nhét một cái mixer rất là chuyên nghiệp, đây là cọc mình đã nói rồi, đây là cọc vào để mình có thể mình hát karaoke trên đó luôn, không cần thiết phải có băng số nữa. Đó là cái dòng Electro Voice. LD System nó còn lên một cái level nữa, nó thậm chí nó LD System á, mình nghe nhạc mình không thấy hay mấy luôn, nhưng mà hát karaoke thì lại cực kỳ hay. LD System nó nâng lên một nữa, 80-90% hầu hết nó là chuyên chỉ để hát thôi, nghe nhạc. Đặc biệt như ví dụ như con LD System MI5 á, mình có chia sẻ đợt và trước Tết mình bán khá nhiều dòng đó, khách hàng mua về chỉ để ca, là dòng đó quá tuyệt vời. Bởi vì nó hỗ trợ với cái cùng cái tầm giá chẳng hạn mỗi năm tầm khoảng 20 triệu á, thì nghe nhạc nó sẽ thua con Bose One Pro rất khá là nhiều. Tương nhưng mà hát thì nó lợi thế hơn rất nhiều. Hát nó quá hay luôn, hát nó thứ nhất không bị vỡ tiếng, thứ ba nữa là công suất nó lớn, thứ ba nữa là
nó trợ cho cái giọng của mình nó có phần trầm mid low luôn, hát nó sẽ mà nó không bị limit nữa cơ. Mavi 5 nó không bị limit. Nó nhưng là hát thoải mái luôn, khi nào limit có nghĩa là phải rất là lớn bắt đầu nó mới limit, chứ còn mà nó nói chung hát trong gia đình hoặc ra ngoài trời ngoài sân tương đối tầm 5 10 người là nó không bị limit. Hát thoải mái luôn, thậm chí nếu mà so về phần hát mình thấy cảm giác cái phần hát cái giọng thoát ra nó còn nhiều khi đôi 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 lúc nhá nó còn hay hơn R8. Nhưng mà chỉ về hát thôi, còn về nghe nhạc thì đương nhiên nó không có cái cửa gì nó so sánh được với bộ cả. Rồi. Đó thì đó là lý do mỗi loa nó sinh ra nó một nhiệm vụ khác nhau. Nên là mình chọn cái nhu cầu của mình chọn đúng cái nhu cầu mình sẽ nó sẽ hiệu quả nhất có thể. Mình đầu tư bộ dàn karaoke có bộ dàn mà âm thanh loa di động á, mọi người có muốn đầu tư cho nó hết cỡ hay không? Mọi người có định hướng là phát triển gọi là nâng cấp thêm hay không?